Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã ký công điện, gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ cùng các bộ, ngành liên quan, đề nghị tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 31 tháng 7 và sáng nay, 1 tháng 8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tính đến 3 giờ sáng nay, lưu lượng mưa trong 8 tiếng đồng hồ tại Pa Ủ, Lai Châu là 124mm, Nghinh Tường, Thái Nguyên là 76mm. Do mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày, nên hiện nguồn nước ở Bắc Bộ rất nhiều. Lũ trên sông Hồng tiếp tục lên cao. Đất đá ngậm nước lâu ngày đã no nước, gây ra tình trạng sạt lở ở nhiều địa phương. Trung tâm này nhận định, từ sáng nay đến ngày mai, 2 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đến 200mm, còn lại phổ biến từ 30-80mm. Từ đêm 2 tháng 8, mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, ngày và đêm nay, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. So với những ngày trước đó, hiện thời tiết ở Hà Nội và đồng bằng đã sáng hơn, sau nhiều ngày mưa dầm dề, nhiều mây. Công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được ban hành sau khi có thêm 7 nạn nhân thiệt mạng do ảnh hưởng mưa lũ từ ngày 27 đến 30 tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân tham gia giao thông bị lũ cuốn trôi, đất đá sạt lở vùi lấp. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa gió còn kéo dài đến ngày 2 tháng 8 ở miền Bắc. Công điện đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên hệ thống thông tin, mạng xã hội về kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, bổ sung lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.